Sao giấc ngủ lòng ta bỗng dưng trong trại, thì ra ta ngủ giữa chim bao, với tiếng ca êm ai nao nao. Khi ta thức rừng thiên im thiên ngắt, mừng nữ chúa được yên giấc điệp, thì ra gù vừa cất tiếng ru ta. Dân gù chỉ mong tiếng hát của mình đưa nữ chúa vào mộng đẹp, đâu quản gì nắng sớm sương khuya, đâu quản gì gian khổ hiểm nguy. Giữa bóng tối rừng thiên trên lưng trời bán lãng hoàng hôn, bên dòng suối bạc mỗi chiều buông. Đẹp hay muốn lãng quên một chuyện đau buồn, cần tiếng hát của gù. Gù sẽ cúi đầu cố phục khâm cung, rồi cất chi dòng bâng khuâng, hát lời thiết tha như tâm sự nghẹn ngào. Thứ gì khác? Phải, ta cần một giọng nói như rót mật vào tai, một đôi mắt tinh anh như muôn ngàn tinh tu ngửa giữa trời cao nhìn ta vào giấc ngủ, rồi đặt ngừng nhẹ bước bên ta. Gù, Hoàng Phi Hải đã về chưa? Hoàng Phi Hải đã về chưa? Ngưng trong vẫn chưa về, vẫn chưa về. Dù mấy tuần trăng ta mỏi mòn mong đợi, dù ngày ngày ta nhìn mãi cuối chân mây, kể đợi chờ trong heo hắt, người đi từ đổ ánh trăng khuyết rồi tròn nãy đã mấy tuần trăng. Tìm quân đại lý, người cùng đoàn quân chiến thắng trở về, nhờ lệnh nữ chúa. Hoàng đầu một đã trở về, hãy mời chàng đến đây ngay. Tâu dân, chàng đã trở về. À, trời cũng phủ lòng ta, chàng đã trở về. Gù, gù có nghe không? Chàng đã trở về. Dân, gù đã nghe tất cả. Gù có mừng cho ta không? Gù vui lắm, gù mừng lắm. Vĩ Hải quả xứng đáng một trang hào kiệt. Kể từ hôm nay ta phong cho chức tổng đầu mục thay ta thống lãnh tỏa mã số. Dạ tạ ơn nữ chúa. Không, không thể được. Muôn tâu nữ chúa, dầu cho hoàng đầu mục là kẻ có tài, nhưng cũng là người mới đến tỏa mã sơn. Tin cho kỹ thì chẳng có công cán gì, như bọn chúng tôi đã từ lâu gian lao khổ nhọc theo phò nữ chúa ngay từ buổi ban đầu. Nhưng ở đây chỉ có võ hoàng đủ tài tháo lược, thông linh phá quân để chống lại triều đình. Mộng của ta là đoạt lấy ngai vàng, chứ đâu phải chỉ là nữ hoàng của tòa Ma Sơn. Tâu nữ chúa, ta đầu một dám cưỡng lý lại ta. Hãy đưa toán lâu la tay trại ra đèo hộ phục canh phòng cho nghiêm nhặt. Tâu dân, tất cả hãy mở tiệc ăn mừng tổng đầu một vừa chiến thắng. Hoàng Phi Hải, tâu nữ chúa, ở đây chỉ còn lại hai ta, chàng phải bỏ cái danh xưng đầy ngăn cách đó.
rượu quý ra đây. Dân, đây là mâm rượu, mong nữ chúa vui vẻ suốt đêm nay. Kìa, sao vậy cô? Không hiểu sao đầu bóng nắng như chì, tư chi rượu rượi, tinh thần mỏi mệt. Chú ngươi vào nghỉ. Tâu dân. Hoàng Lan, đây là chú rượu quý. Tôi xin uống cạn miếng nồng hương rượu của nữ vương. Không, đừng cho người thương em không còn là vương nữ, mà chỉ là một cô gái ngây thơ khá đa tình. Ước thơ lòng mà say đang sống trong bụng già. Muốn ai mình làm khi cụ được phá rối tòa Mã Sơn tả tử lắm.
đầu một cái thận trọng lời nói. Nên nhớ là ngài đang đứng trước mặt một nữ chúa nhé. Nhưng bổn phận của kẻ bày tôi là cúi đầu vâng lời nữ chúa. Đứng lặng yên đi nhìn tòa mã sơn tan nát, và nhìn người ta rứt ra khỏi tầm tay giấc mộng ban đầu. Còn đời mình ôm ấp cơn mơ, mong một ngày vàng ước tròn mơ. Cho đến bây giờ thì mộng ước đã vỡ tan. Mù xa lạ để chôn lấp một cuộc đời vùi dập một giấc mơ. Xin chào nữ chúa. Tạ Tử Lâm. Dầu được em trao quyền trống đầu mục, nhưng lòng anh em không phục, anh sẽ trở lại kinh đô đại lý để lập một kỳ công chứng minh cái tài năng của tân tổng đầu mục. Bao giờ anh đi? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ nghĩa là đêm nay và nhiều đêm nữa em sẽ một mình với rừng núi cô liêu. Những ngày dài cô độc quanh lâm hiên, ôi buồn biết bao nhiêu. Khi rừng nhuộm màu làm ta buồn hơn nữa. Xin nữ chúa tha tội,
dù cũng muốn làm cho nữ chúa vui. Không hiểu sao âm thanh của bài hát ru lại biến thành tiếng nấc. Thôi ta hay vào trong. Vâng dân. Tử Lâm, anh đi đâu mà một mình một ngựa rời sân đài? Tôi sẽ mở núi rừng quen thuộc, nắp tâm can về quy phục triều đình. Quy phục triều đình? Trời ơi, tôi không thể ở đây để thấy người mình yêu về tay kẻ khác. Để chờ ngày quân triều dẫm nát Lỏ Mã Sơn, tôi đi đây. Tại
của khi hái đây có thể dạy làm thái sơn. Xá chỉ một thời nào như nữ chúa tọa mã sơn, nếu không không đồng với giặc thì tại sao? Bao tháng rồi chẳng chịu ra quân, để địch tự do đốt hoa lương, như vậy có phải là con phản quốc hay không? Tâu bệ hạ, nữ chúa tọa mã sơn là ai? Nữ quan giám nghị Kim Tử Dinh ngày xưa mang quan ác. Hưng quân giám bảo là triều đình ta rất bất minh à, quá là âm mưu phản nghịch mà. Sấm Dương, có phải người muốn cướp quyền vua? Đừng tố cáo dù giờ. Chầu người sẽ rơi trước bệ đơn, ai tán mạng ai rơi đầu trước bệ, hãy hỏi gương này. Phản loạn hãy coi chừng. Sợ với nhau hoài, sao hai cánh không sợ tiếng hạ chê cười? Họ sẽ nói hai ông là hai con gà nhốt chung một giỏ, ăn nói rồi cứ lo bôi mặt đá nhau, chém giết nhau nào có giỏi gì đâu. Chứng tỏ lòng trung của ngài bằng một hành động cụ thể. Đây là bản đồ phòng thủ tỏ mã sơn mà của đoạt được từ đất địch trao cho ta. Sấm Dương, phải đem hai vạn quân đánh tỏa mã sơn, bắt lửa tặc về thị dân nạp tâu dân. Vừa mới thấy Hoàng Phi Hải đã đưa ta đi vào giấc mộng thiên đường, mở dội mắt ra nhìn buồn, ta lại thấy ngỡ ngàng. Hoàng Phi Hải, chàng ở đâu bỏ mình ta cô quỳnh? Nữ chúa ơi, dù vẫn biết phận dù mặt nám đứng cầm, không làm sao thấy được Hoàng Phi Hải. Dù không mong gì dìu đỡ được nữ chúa trên bước đời trong gai hiểm trở, dù chỉ xin được cấp tiếng ác ru để đưa hồn nữ chúa bước trọn vào những cơn mơ diễm ảo trên đời. Những ngu quốc thiên tư dù không sao bài có nên lần, đừng khàn giọng cho hài quá
chúa buồn vui gì dù cũng chỉ có một thân, nhưng nữ chúa buồn là cụ không chịu được, nên cụ vẫn cầu nguyện cho nữ chúa tròn mong ước trong đau khổ chung thân, cụ còn có được chút cái vui mừng. Nhưng tóc rối lưng gù da đen cháy, làm gì có được tiếng ni bao. Chưa nữ chết, gù vốn biết một kẻ da đen tóc cháy, khó làm sao có được tiếng ni bao. Gù chỉ dám ca lúc đưa nữ chúa vào giấc chim bao, nghe trong cánh gió tiếng buồn dương tơ. Hắt chiều nắng đổ đêm trưa, mấy chiều nắng rụng hồn chưa thấy sông. Vắng chàng, sao hồn ta vẫn cứ hoàn toàn cố liêu quan tịch? Tâu nữ chúa, như thế nghĩa là nữ chúa muốn gù phải tìm Hoàng Phi Hải về đây. Gù sẽ làm cho nữ chúa được trọn vẹn niềm vui. Nhưng nữ vương cần suy nghĩ, vì quân Tỏa Mã Sơn đã ngờ giật họ Hoàng. Hãy đi đi, đừng nói nữa. Nhưng ngươi không đi, đích thân ta đi tìm chàng. Vâng, tâu nữ chúa, gù đi đây. Quân đại lý để chứng kiến sự tan thành căn cứ Tỏa Mã Sơn. Trời, thế nghĩa là Sấm Dương đã cáo toàn lực hùng binh, vậy bộ cấp cứ đem sân tại này rồi. Các nơi hiểm nếu mong đều có binh kiều, vàng vàng tinh linh ngàn ngàn tuấn mã đang tiến dần vào sao huyệt Tỏa Mã Sơn. Trời ơi, thấy là binh triều đã vào sân trại mà quân binh ta chưa phát giác được địch đã rành nước bước đường đi. Chẳng hạn ngày xưa vốn là đầu mục nên đã dẫn binh kiều về đây phá tan sơn trại. Sao em không nghĩ đến tên Hoàng Phi Hải mà cứ nặng lời kết tội cho ta? Mà thôi, giờ đây không còn đố thì giờ phải cấp tốc đi hành mà lo cứu cơ nghiệp Tỏa Mã Sơn. Nữ chưa hiện ra, nè hãy theo tư đồ mà thi hành, còn nữ chưa dành tên lo liệu an nguy. Nghĩa là đừng hỏi, e không còn kịp nữa. Nàng hãy mau thu lượm tàn quân ra ngoài dẹp giấy quân địch để gây dân thực lực. Còn anh Sơn báo tin về bảo vệ nữ chúa đã xong, hãy đi mau đi. Dân trời ơi, muốn mất rồi. Quân sĩ bảo vệ tứ phía và ráng bắt cho được nữ chúa Tỏa Mã Sơn. Trời ơi, quân triều đình đã lọt vào đây được rồi. Sống Dương, ta muốn kẻ chiến thắng tặng cho người chiến bại một nhát luôn. Kẻ chiến thắng không phải là ta mà là một đường tơ mềm dịu. Thằng giặc gia, chớ có nói không? Đừng hỏng. Ai chỉ lối cho nhà ngươi vào đây? Chính ngươi dẫn ta vào đây chứ ai? Ta xem ngươi còn ngơ ngác, để ta nói tên kẻ chiến thắng cho nàng hài lòng. Hoàng Phi Hải. Trời ơi, Hoàng Phi Hải đã dối gạt ta. Tam tộc chú di
Đi. Đứng dậy làm gì? Làm biết. Làm giả hả? Làm giả hả? Đi. Mình phải chi tôi có quyền hứng chịu mọi điều linh đàn đỏ thai cho nữ chúa. Anh đã bỏ ta cùng rừng núi, bỏ tay làm hàng tướng của triều đình, còn giả giờ còn đóng kịch xuất cương. Việc tôi làm chỉ riêng mình tôi biết. Nữ chúa ơi, có những loài hoa chỉ nở giữa cánh sương, có những tình yêu chỉ kết tổ âm thầm, thì cũng có những hy sinh mà không ai hay biết. Tôi tự nguyện làm loài quả đen bạc phước, chờ đêm trừ tịch về sông Ngân để bắt một nhịp cầu. Họ hẹn cho người tan, dầu cho lòng có dở tan lặng sầu khó dân tràn. Mình thọ nhục ghi công cho người ta, lưu danh hậu thế tâm sự ghi tan bia tạc tiếng anh hùng. Pháp sẽ quy ghi sừng sừng đá chập trùng, ngạo nghễ dương mình chiêu gan phê nguyệt, chiêm tích vai hùng được tô có tiêu vàng son. Đại đoán vì được dựng bia tạc tưởng người yêu, ôi diễm phúc biết bao nhiêu cho kẻ được nữ chúa đặt trọn lòng yêu mến. Chỉ một lần
cô tạm lên mặt. Nữ chúa, một ngày gần đây nữ chúa sẽ hiểu rõ lòng dạ của kẻ này. Xin lui bước. Chàng tin định nuốt chung vô diệm mà hoàng hậu kể cho con nghe đó. Các quan
quan đang bàn việc nước non, sao bệ hạ lại nhắc chuyện Trần Tinh? Hồi hôm hoàng mẫu kể chuyện Trần Tinh, con sợ quá hà, con thấy ai là Trần Tinh. Thì thần đã thuộc đường vào tim của nữ chúa tòa Mã Sơn. Yêu đương thù hận cấu xé tâm hồn của kẻ bắt đầu yêu đương, bắt đầu khổ sở mong lung. Nên giàu được lệnh phụ thân, hạ tướng vẫn không đành. Đem lên đoạn đầu đài phân tay, người bảo chẳng quan tâm, sao vẫn bí mật chỉ sầu. Cô cho xâm dương kéo vào, bắt được nữ chúa tòa Mạng Sơn. Dặn tôi gì phụ thân làm tờ cam kết với triều đình, xin đi ơn thanh chúa. Nhưng phải chờ ý ta đã. Ta muốn thấy tướng quân dân đạp ngũ cách tên nữ tạc. Đầu của chúa cướp vô đây, tờ cam đoan còn giá trị. Sẩm Dương, hãy ta giám sát việc này. Bệ hạ pha gia hồi loạn. Phụng mạng, phụng mạng. Hoàng tướng quân còn chờ gì nữa, cầm gươm lên lập công trạng sau cùng. Trời ơi, tôi phải giết nàng. Sao chàng chưa chịu xuân gom em đang cúi đầu tuân phục, chờ đợi anh xuân gom để đưa hồn em về cõi thiên thu. Sự nghiệp một đời đành tan vỡ tội tai anh, em còn gì đâu để tiếc một kiếp vừa sinh. Làm sao ta nỡ đành bỏ.
nàng đã trao cho ta toàn đời con gái, còn đôi với cha ta cũng đang nặng nghĩa sanh thành. Đoán tình hai bất hiếu lòng ta đều chua xót không lành, ta đã phải vì muốn tròn trung hiếu mà xuống tay hèn nhục bắt người yêu, nay lại phải giết nàng đau mùi biết bao nhiêu, nếu không giết thì cha ta phải chết. Sự nghiệp anh hùng ta bằng lòng dứt bỏ, nhưng còn nghĩa sanh thành biết tử sự làm sao. Thật là khó nghĩ. Để tôi cho ngài suy nghĩ đến giờ ngọ rồi quyết định, để tôi còn về tâu lại lệnh của trùng ha. Trong khi chờ đợi đứa tặc phải tiếp tục chịu hình phạt, đây đây tiếp tục làm việc để xây đài ghi công cho người yêu thì còn gì tức tú bằng. Trời ơi, cho tôi miếng nước. Nước đây, nữ chua uống đi. Kìa ngồi sao ngươi. Nữ chua hãy yên tâm, tất cả anh em đã theo Mai Phượng cô đến đây, ta đầu mục đã mở cửa thành cho họ đạt tội vào đây, chờ đến giờ đồng loạt ra tay cứu nữ chúa. Bất cứ lúc nào ta đau khổ là cô gù kề tận bên ta, gù sẽ theo chân nữ chúa cho đến hết cuộc đời, dù phải lên thiên đường hay xuống tận cùng địa ngục. Họ thở lại sớm cướp bên đường, canh phòng cảnh báo, anh em phía ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Hoàng tướng quân, đỡ cho anh em cướp ngục giải thoát phụ thân của ngài, đưa về Bà Mã Sơn. Hãy tiếp tay trận tướng quân hướng Tây, địch thành toán tên cổ quan này và cứu nữ chúa. Hẹn gặp nhau tại Bà Mã Sơn. Tôi đi. Không thổ. Hạ tỷ. Anh chị, Mai Phượng cô, nữ chúa đã bị thương rồi, hãy đưa người tẩu thoát để tôi ở lại cản hậu. Đi mau. Anh này để nữ chúa nằm xuống mà lo chăm sóc cho nữ chúa. Dân, cô hãy đi tìm bẻ lá thuốc đi, tôi ở đây lo rửa vết thương. À, tôi đi nha. Nữ chúa. Nữ chúa. Kìa, ta đâu mất. Ngày sao thế? Tôi bị thương nặng lắm. Còn nữ chúa có sao không? Nữ chúa, người còn mê man bất tỉnh nằm kìa. Đầu mục, để tôi rửa vết thương cho. Vô ích, cứu được nữ chúa là tôi thỏa nguyện rồi. Còn còn thân tôi nếu mai đất lạnh rồi trong tấm lòng, tôi cũng ngậm rồi vì mãn nguyện rồi. Gù ơi, anh hãy dìu tôi đến quỳ bên chân nữ chúa. Tôi sẽ nói quay bằng hơi thở mong manh như sương khói mà nguyên vẹn khối chung tình. Tình buồn để chịu tan thương, gương hơi tàn nhìn nàng tiếng chết dần trắng buông rèm khắp rũ bất tôn. Lần đầu tiên ta dám nói tình yêu nhìn lầu có ơi, nàng có nghe được bao giờ. Nữ chúa, ta yêu. Một người thổ lộ tình yêu rồi chết trong vui thỏa, còn ta sống đây mà dám nói gì đâu. Anh Gô, anh vừa lắp dùi gì với nấm mộ đó? Tôi chôn một người. Anh vừa chôn một người? Mà người ấy là ai? Một kẻ đã ra đi một mình về thiên cung.
cũng vì tình yêu. Giờ đây người ta đã về cùng sương gió, lòng vẫn vui mà đón nhận cuộc tan thương, chỉ giữ cho nguyên vẹn tình yêu. Nằm dưới mộ này là ta đầu bóng đó. Trời, anh ta mập lắm. Phải, làm gì mà cũng muốn dữ vậy? Trời ơi, nếu là anh ta mập lắm, xin anh hãy giang ra, anh hãy giang ra cho tôi bơi đập lên để nhìn cho tàn mặt. Mai Phượng cô, tận lắng anh ơi, giữa rừng thu anh nằm đây một mình lặng đêm sương gieo chờ nghe gió chuyện. Tới mộ rộng tim cho em nằm xuống kề cận bờ. Sợ là đây với nữ chúa, vù không đi đâu hết. Anh lại đây, ước vọng của em bây giờ là được chết trong vòng tay của anh. Không, nữ chúa không được chết, dù chết trong tay anh, hãy gượng sống với gù. Trời cao sương mỏng gù biết hát ru ai vào mộng giữa đêm buồn. Gù chỉ nguyện làm tên nô lệ cho đất cuộc đời. Dù có đài đoá gù nữ chúa cũng là nơi trú ẩn của một tâm hồn quốc nghẹn cô đơn. Nàng chết rồi cùng sẽ như dần mây trắng, mây không nhà nên suốt kiếp lang thang.
Dù tâm người tên độc
Tây dân giận cho anh, Tây dân giận cho một người tuổi ba. Đã đem phản cắt lọc lừa làm dẫn lục tình yêu. Dù đã nhiều lần mình nói tiếng yêu nhau, nhưng bây giờ hãy xem như là lần thứ nhất. Mở rộng tấm lòng nói lên lời chân thật, nói rằng anh tha thiết yêu em. Ta sẽ dùng núi rừng làm một cõi yêu riêng, quên hết thế nhân lọc lừa biển lần, quên những ngày qua chùa tốt nghèo. Thank you.